Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 12 giờ trưa của ngày mùng 1 tháng 9 năm 2022. Xin thưa các bác và mọi người. Vào sáng nay thì các bác và mọi người lên mạng đọc hay là lên trên các kênh mạng xã hội thì đều thấy rằng là một trong những sự kiện đáng chú ý nhất, có thể nói rằng là bất ngờ nhất khi chúng ta nói về lò tỉnh, đúng không ạ? Lò tại tỉnh thì bắt đầu là phát huy tác dụng, cộng với cả nữa là rất nhiều người ở tỉnh, cấp huyện, cấp xã và thậm chí là cấp của thành phố cũng đã bị chúng ta gọi rằng là lò địa phương hay lò tỉnh để mà xử lý. Đấy là những tín hiệu rất là tích cực, mặc dù nó vẫn chưa đạt được kỳ vọng của toàn dân. Bởi vì người dân ở khắp nơi thì đều biết, đúng không ạ? Nhưng có một cái tin đáng chú ý thế này, đó chính là liên quan đến ngành tòa án hay chúng ta gọi rằng là ngành tư pháp. Thì ngành tòa án xưa nay gần như là nơi không thể đụng đến. Tất cả những cái sự việc mà có thể nói rằng là gây bức xúc dư luận hay rằng là người ta đặt những cái dấu hỏi rất lớn, và thậm chí trong dân gian người ta cũng đã nói về cái điều này từ rất lâu rồi. Thế nhưng mà ngành tòa án gần như là cái ngành không thể đụng đến. Bởi vì là đây là cái ngành duy nhất được từ mà cấp huyện cho đến cấp gọi rằng là cao nhất thì đều có thể nhân danh, đều được nhân danh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam để mà phán quyết số phận của nhiều người. Thế nên ấy, cái việc mà sự kiện tại Hòa Bình vừa rồi sáng nay được đưa ra thì nó gây một cái chấn động dư luận và nhiều người đặt câu hỏi rằng là phải chăng đã đến lúc chúng ta động vào cái ngành này? Đúng không ạ? Đây là thông tin mới nhất, đó chính là cái việc mà đề nghị kỷ luật nguyên chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Hòa Bình. Và các bác có thể thấy rằng là ông Hà Quang Dĩnh thì nguyên chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Hòa Bình thì bị Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy đề nghị xem xét kỷ luật vì cố ý làm trái các quy định của pháp luật và quy trình của ngành về việc xử lý vật chứng và ra quyết định trái pháp luật. Đây là một trong những cái dòng có thể nói rằng là rất căn bản. Cố ý làm trái các quy định của pháp luật, quy trình của ngành về xử lý vật chứng và ra quyết định, và đặc biệt đó là cái từ cố ý, và đề nghị để kỷ luật ông Hà Quang Dĩnh, nguyên chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Hòa Bình. Đây là vi phạm mà có thể nói rằng là gây hậu quả rất nghiêm trọng và mức độ tác hại rất lớn, gây dư luận xấu trong cán bộ đảng viên nhân dân và làm mất uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan đơn vị. Đây các bác có thể thấy điều này. Và nếu chúng ta lật lại thì cách đây khoảng tầm một tuần, khoảng là một tuần, thì vào 24 tháng 8 thì đã khởi tố cựu thẩm phán nhận tiền để cho bị cáo hưởng án treo. Đó là ông Hứa Công Nguyên, cựu thẩm phán Tòa Nhân dân huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, thì vừa bị cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao khởi tố về tội nhận hối lộ. Và ông Hứa Công Nguyên đã bị bắt tạm giam, năm nay ông có 41 tuổi thôi, và hành vi là nhận hối lộ. Và đây là các bác có thể thấy cái câu chuyện này chỉ vì 20 triệu đồng. Đây là thẩm phán tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Và ở Đà Nẵng cũng vậy, chúng ta có thể thấy rằng là tạm giữ một thẩm phán ở Đà Nẵng vì bị tình nghi nhận hối lộ. Cũng là cơ quan điều tra của cạnh Viện Kiểm sát Nhân tối cao thì đã tạm giữ thẩm phán Ngô Đức Tài. Đã Đức lại còn Tài nha các bác. À, Đức Tài nha. Công tác tại Tòa án Nhân dân huyện, quận, Tòa án Nhân dân quận Sơn Trà về hành vi ghi nhận hối lộ. Vì hành vi nghi là nhận hối lộ. Và đấy, nhiều khi là chỉ cần nhầm quận với huyện sang là các anh có thể bị phạt tôi ngay được, không đùa được. Đây là một cái tòa án quận Sơn Trà là nơi rất là đẹp, rất là mới, long lanh, đúng không ạ? Nhưng mà lại là bị nghi nhận hối lộ. Qua đó thì chúng ta có thể thấy qua ba cái sự việc này, rõ ràng ngành tòa án có vấn đề. Ngành tòa án có vấn đề, đúng không ạ? Và xin thưa các bác rằng là chúng ta phải nhìn nhận thẳng vào cái sự thật thế. Đó. À. Tôi xin chat với các bạn bè tôi một tí. Thì các bác có thể thấy rằng là chúng ta có thể thấy rằng là ngành tòa án có vấn đề chứ không phải rằng là không có vấn đề. Cái việc mà nhận tiền để làm sai lệch bản chất của vụ án, nhận hối lộ có 20 triệu đồng thôi để mà thắng thưởng án treo, rồi các bác có thể thấy rằng là liên quan với việc vi phạm pháp luật thì đương nhiên là bản chất của vụ án sẽ không được đưa ra, chứ không phải là như chánh án quận Hòa Bình nói là năm 2021 khi mà nói rằng là 5 năm qua không có người nào bị kết án oan, đúng không ạ?
Chánh án Tòa án tối cao Nguyễn Hòa Bình thì cho biết trong 5 năm qua việc xét xử các vụ án hình sự thì đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Trong nhiệm kỳ thì không để xảy ra trường hợp nào kết án oan người không có tội. Và đây là cái lời khẳng định có thể nói rằng là rất là chắc nịch. Đúng không? Và chúng ta là người dân để mà nghe, để chúng ta phản biện rằng là bảo là thông tin của chánh án nói đúng hay sai thì chúng ta cũng chẳng thể khẳng định được. Nhưng mà để mà bảo rằng tôi tin thì chắc là tôi chỉ tin được khoảng tầm 1-2% thôi. Bởi vì tôi không tin rằng bao giờ có con số tuyệt đối cả. Ở đâu đó thì người ta vẫn thấy. Và lịch sử thì cũng chứng minh được rằng là cũng có. Và biết đâu rằng là vài năm nữa người ta lại đưa ra một vài vụ án trong nhiệm kỳ của ông chánh án Nguyễn Hòa Bình là bị oan sai thì làm thế nào? Không nghĩ chúng ta luôn luôn phải đặt cái dấu hỏi, cái dấu nghi ngờ rằng là ở đâu đó nó phải có. Nhưng vấn đề là chúng ta chưa phát hiện ra. Tôi luôn nói rằng là trong mỗi ngành ấy thì chỉ thấy rằng là duy nhất đứng đầu toàn đảng là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là quyết liệt xây dựng chỉnh đốn đảng từ trên xuống dưới. Thế nhưng các bộ ngành thì gần như rằng không có cái tác động gì hoặc là rất ít cái tác động để mà nghĩ rằng là để mà xây dựng chỉnh đốn ở trong chính cái ngành của mình. Chúng ta đâu có thấy đoàn thanh niên đâu, chúng ta đâu thấy có các ngành khác đâu, và chúng ta đâu thấy ngành tòa án đâu, đúng không ạ? Rõ ràng nó phải còn ở đâu đó chứ ạ. Làm gì có con số tuyệt đối 100%. Trong khi đó là có hàng triệu người, hàng trăm ngàn người, hàng chục ngàn người ở trong một cơ quan tổ chức. Đó là một cái sự việc mà chúng ta nghĩ rằng là nếu như vậy thì một là số liệu báo cáo có vấn đề. Số liệu báo cáo có vấn đề. Và nhiệm vụ của chúng ta là phải tìm ra cái số còn lại. Nó đang bị che mất, lẩn khuất ở đâu đó. Giống như cái bức background tôi chia sẻ với các bác đấy. Đó là cái phần nổi thì nó ở trên, nhưng cái phần chìm thì nó ở dưới. Chúng ta chỉ đo nguyên cái phần nổi không thì không đánh giá đúng cái bản chất của sự việc. Và rõ ràng ở đây là có vấn đề. Đánh đến câu làm đánh bản chất của sự việc, cái sai lệch vụ án thì vân vân, thì chúng ta lại nhớ đến cái câu kinh điển đúng không ạ? Không làm sai lệch bản chất của vụ án. Thế nhưng á, pháp luật là phải thượng tôn, và chúng ta đo là chúng ta phải đo cả trên cả dưới. Và rõ ràng không phải là con số này nào, mà là gọi là cách đo có vấn đề. Cách đo đo lường á, rằng là không có vụ án nào hay vân vân là nó có vấn đề. Vậy thì chúng ta phải nhìn từ đó. Tôi đã có lần chia sẻ với các bác cách đây khoảng 1 năm rồi. Đó là sau ngành y tế, sau ngành giáo dục thì sẽ đến ngành tư pháp hành pháp. Và đó là những ngành mà có thể nói rằng là gây bức xúc dư luận của người dân rất là lớn. Khôn ngoan ra cửa quan mới biết, ra công đường mới biết thế nào, đúng không ạ? Từ trên xuống dưới, những cái người mà bị một cái gì đó thì xin thưa các bác rằng là bây giờ mình phải thành thực, mình điều tra, xác minh, hỏi han nhân dân, thẳng thắn một cái câu rằng là mọi người có tin rằng ngành tòa án là liêm khiết trong sạch 100% hay không? Có những cái số liệu như thế để chúng ta nhìn thẳng vào sự thật. Nhân đây thì tôi cũng xin có thể nói rằng là chia sẻ với các bác và mọi người cái bài phát biểu của Tổng Bí thư từ rất là lâu rồi. Và chúng ta hãy nhìn thẳng vào cái bản chất đó để chúng ta thấy rằng cái câu chuyện là ở đây là chúng ta phải hiểu rằng ghi nhớ lời của bác Tổng Bí thư, không ngần ngại né tránh. Đồng chí phê phán tình trạng suy thoái về... Bởi vì nếu ngần ngại né tránh ấy, thì chúng ta sẽ không thể nào mà chúng ta giải quyết được vấn đề. Cách giải quyết mà dựa trên những thông tin mà bị bóp méo, mà dựa theo những thông tin không đúng sự thật, còn nể nang né tránh, còn không nhìn vào bản chất, thì lúc đó chúng ta sẽ không xử lý được. Tôi mong rằng những người ngành tòa án, những người ngành tư pháp, hành pháp, thì đây là một cái câu dặn chung của bác Tổng Bí thư. Nhưng chúng ta từ đó để chúng ta cũng thể thấy rằng chúng ta cũng phải hiểu rằng nó cũng ở trong cái ngành của mình nữa. Đừng ngần ngại né tránh và nhìn thẳng vào sự thật và quyết tâm xử lý vấn đề như bác Hồ đã dặn. Sai thì phải biết nhận sai và phải tích cực sửa chữa. Không ai chê trách sai bị sai cả. Nhưng cái quan trọng là cách hành xử với cái sai và cách chấp nhận sự thật nó như thế nào. Người Việt Nam rất nhân văn. Chúng ta hãy nghe lời bác Tổng Bí thư nói thẳng về vấn đề như này. Nói về đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ đảng viên. Thứ nhất là quan điểm thứ nhì tiền tệ, thứ ba hậu vệ, thứ tư đến trí tuệ. Nói thẳng với nhau thì các bạn xin nghe cả. Đây là cái bài mà tôi cũng xin chia sẻ với các bác rằng là nó đúng với tất cả các ngành và đặc biệt là trong ngành tòa án. Chúng ta cũng tự hỏi xem rằng là lời của bác Tổng Bí thư nếu áp vào trong ngành tòa án thì liệu có đúng hay không đúng. Lối sống trong một bộ phận cán bộ đảng viên. Thứ nhất là quan điểm, thứ nhì tiền tệ, thứ ba hậu vệ, thứ tư đến trí tuệ.
nói thẳng với nhau, chúng ta mình xin nghe cả lần tránh mình gì nó lại cái gì nghe mà vô cảm, nghe mà không giật mình. Tại sao sau này người ta lại nói rằng là vô cảm trước những cái dân dư luận, những cái đau khổ của dân, nói đến cái mức là thôi người ta bây giờ tôi một cái dây phần một kinh sở hữu của tôi. Toàn ngôn ngữ đời thường người ta nói đầy rồi mà thật là ngoài ngoài. Cái mình có suy nghĩ được mình lấy người tâm sạch. Hạch tật là những tấm tấm gương đạo đức tác khổ. Phong cách thì quan liêu, quan giả. Ít nhiều lần trong những cơ sở tôi nói với anh em cán bộ xã. Gia thân đần, dân thì trồng lông đang cấy ở bên dưới. Mà con lê đi giờ để con ngồi chơi ô một chút. Cái bác Hồ làm thế. Mà cứ lô khẩu hiệu là học tập làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ. Rồi cái việc là đạo phần đổi mới sang các tin, xứ vần với dân đi. Cứ người đi đọc xào đường cho đồng chí về đền thăm làm việc. Dân phải thích nghe dân. Người ta không phải nói cái chuyện nó tốn kém. Ở cái phong cách đồng chí tỉnh xuống huyện cũng thế. Hôm nay tôi phải nói một vài đồng chí. Một là chào mừng đồng chí tôi một chút tới đây này. Tôi có phải không ạ? Cái đó có phải là phong cách không? Thật tốt hồi lạc luôn đồng chí tôi chứ gì? Tốn tiền tốn của gì? Mà hiện nay ở dưới tỉnh một số đông lớn khỏi. Tổng Bí thư khẳng định rõ, việc thực hiện nghị quyết là không có tính nhiệm kỳ và phải được xác định rõ lộ trình thực hiện. Bàn về cách làm, Tổng Bí thư kêu gọi mỗi người, mỗi cán bộ, đảng viên ở từng cương vị, chức trách của mình hãy tự giác kiểm điểm lại mình, đánh giá đúng sự thật, khách quan, không nể nang, né tránh để góp phần xây dựng đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, thật sự là đảng cách mạng chân chính. Cách làm thứ nhất không chờ phải mở hội nghị, không chờ cơ chế chính sách, không chờ hướng dẫn gì. Công văn chí bây giờ xem lại mình luôn đi. Đấy cách làm thứ nhất. Chờ gì nữa? Tôi mang ra kiểm điểm ngay. Nếu có hội nghị này, tôi mang cho các lý quán triệt bên dưới tất cả đồng tình, công đồng chí tự kiểm điểm mình luôn. Ở đấy trên những điểm này mình cần soi mình xem. Đơn vị mình xem. Gia đình mình xem. Con cái mình xem. Điều chỉnh được ngay thôi, thế là tốt nhất. Kêu gọi lòng tự giác. Còn chờ rồi đến khi đưa ra thì mình xử lý từ bận. Để cho các đồng chí đấy là hạng sách. Chờ phải pháp luật xử lý là hạng sách. Pháp luật là tối thượng. Nhưng mà nhân văn mới là quan trọng. Pháp trị mới phải có đức trị. Để tôi ái đông ra thế. Cái Bác Hồ ngày xưa thì có bao nhiêu lần mà một tấm gương của Bác thôi, một động tác, một việc làm của Bác thôi, nó có sức mạnh biết bao nhiêu, nó thiêng liêng biết bao nhiêu, có chiều sâu xa biết bao nhiêu mà người ta vô cùng kính trọng, đơn giản. Luật pháp có khi còn đẻ số ra, mai kia còn hận cái luật pháp còn thù oán nhau còn mãi. Nói là pháp lý nhưng mà phải đạo lý. Cái này luật pháp không cấn tôi được làm. Nhưng có cái pháp luật không cấn nhưng lại đạo đức không cho phép làm. Đạo lý dân tộc không cho phép làm. Thì cái nào chuyên nhân hơn, cái nào sâu xa bền vững hơn, cái nào nguồn tu vững chắc hơn. Cho nên tôi vẫn cứ nói đi nói lại, tránh chờ phải gì cả. Ngay bây giờ chúng ta tự điều chỉnh lại mình. Có chạy trọt gì không? Và các yếu xén có gặp ý gì? Có tư túi lợi ích nhóm không? Có cuộc bầu không, có trung thành với đảng, có thật lòng trong sáng. Qua đó thì chúng ta có thể thấy rằng là Bác đã dặn rất kỹ. Một cái bài phát biểu từ năm 2012, cách đây 10 năm, nhưng khi chúng ta quán chiếu vào tất cả những cái sự kiện hiện nay, các ngành, thì đều có thể đúng cả. Bác đã nói rất rõ, chả cần cái gì cả, bây giờ tự soi lại mình luôn đi. Dựa theo là không nể nang né tránh, nhìn nhận đúng cái sự thật. Dân người ta nói đầy ở ngoài đường thì phải lắng nghe dân, phải biết nghe dân. Và đầu tiên là tự soi lại mình, thứ hai là soi lại cơ quan tổ chức của mình,
rồi gia đình mình, nhóm đấy của mình xem mình như thế nào, xem cơ quan tổ chức mình như thế nào. Thế cho nên ấy, chúng ta thấy rằng là nhiều vị cán bộ lãnh đạo bây giờ rằng là soi lại mình còn chưa soi, chứ đừng nói gì soi đến cơ quan tổ chức của mình. Liệu nó có vấn đề gì hay không? Nó có tồn tại những cái mặt nào mà người dân cảm thấy bức xúc, dư luận cảm thấy bức xúc hay không? Thì đó là cái mà chúng ta cần phải lắng nghe. Ngành tòa án cũng vậy. Xin thưa với các anh chị ngành tòa án, các anh chị là người cầm cân nảy mực, đại diện cho công lý, đại diện cho pháp luật, sự kỷ cương. Thế nhưng mà nếu như mà tư túi, nếu như mà lợi ích, nếu như mà đàm phán, nếu như mà chạy chọt, thì các anh chị đâu có xứng đáng đâu, đúng không? Các anh chị ngoài cái việc mà phải giữ vững, gọi rằng là những điều đảng viên không được làm, tôn chỉ, sứ mệnh cách mạng, tư tưởng, đạo đức Bác Hồ, thì ngoài ra các anh chị còn phải giữ được cả cái phẩm chất của ngành nữa. Và những cái này nó không xung khắc nhau, nó không xung khắc nhau. Không phải là bởi vì tôi giữ vững của ngành là tôi bỏ đi cái của đảng, không có chuyện đó đâu. Nó chỉ bổ sung cho nhau và càng nó mạnh hơn thôi. Thế cho nên các anh chị là phải giữ vững, đừng để, bởi vì các anh chị đều có thể nhân danh quốc gia mà để mà phán quyết số phận của mỗi con người, tài sản của mỗi con người. Thế cho nên ngành này là một trong những ngành có thể nói rằng là, tôi có thể nói với các bác rằng là, không biết với mọi người thế nào, nhưng với tôi là một trong những ngành gây bức xúc nhiều nhất, bức xúc nhiều nhất. Và có nên chăng trong thời điểm này chúng ta phải nhìn nhận thẳng vào sự thật của ngành tòa án và làm trong sạch cái bộ máy ngành tòa án. Và nếu ai không làm hoặc không quyết tâm làm trong sạch ngành tòa án thì nên tránh sang một bên cho người khác làm, nên tránh sang một bên cho người khác làm. Và ngành tòa án là cái ngành phải là công khai minh bạch nhất, chứ không phải là cái ngành mà sau mỗi cánh cửa của hội đồng xét xử là đóng kín và không ai biết cái gì bên trong, giống như là đại biểu Lê Bình Nhưỡng đã nói như vậy, đúng không ạ? Dân cần biết phía sau cánh cửa nó là cái gì. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi chiều tốt lành.